Chào tất cả các bác nhé, hôm nay em lại lên sóng với các bác, giới thiệu đến các bác một lô đẩy B3 của Đức mới về các bác nhé, về khoảng 10 con, tất cả đẹp như nhau các bác. Đây bên trong rất là đẹp, giá hôm nay cũng rất là rẻ cho các bác thôi, thì lô này em nhập được rẻ em sẽ bán rẻ cho các bác. Đây bên trong này mạch mẽo tất cả đều đẹp như mới, nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhé. Đấy, từ những con tụng đẹp, rất là đẹp luôn, từ vỉ mạch. Đấy, lô này chạy 4 phép bù áp này, 8 tụ 4 phép bù áp, mạch đẹp như mới các bác nhé. Tất cả em bao zin cho các bác luôn, zin 100% chưa sửa chữa thì các bác nhé. Đây phía trước này, phía trước này rất là đẹp này, con nào con ấy cũng đẹp như nhau các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Cái lô này bên em về nó giá em nhập được nó rẻ thì bên em sẽ bán rẻ cho các bác. Hôm nay giá em sẽ bán rẻ cho các bác với giá là 2 triệu bao ship cho các bác nhé. Mã là B3G208 các bác nhé. B3G208 này. Đấy, giá hôm nay là 2 triệu bao ship các bác nhé. 2 triệu bao ship, tặng kèm dây dắt cho các bác luôn. Các bác chơi cái dòng này thì cực kỳ yên tâm nhá. Về chất lượng âm thanh của nó thì quá là hay rồi, nó được quá nhiều anh em chơi khẳng định nó là quá là hay rồi, rất là ngọt tiếng, rất là sáng tiếng và bay tiếng, khỏe tiếng các bác nhé. Đấy, chạy 8 quả tụ này, rất là chất luôn các bác. Đấy, lô này em về thì con nào cũng đẹp như con nào. Đây em quay cái con này cho bác xem, con nào cũng đẹp như con nào, thì mạch rất là đẹp. Đấy, giá hôm nay bán chỉ với 2 triệu đồng bao ship cho các bác, tặng kèm dây dắt các bác nhé. 2 triệu đồng bao ship tặng kèm dây dắt, bao đẹp bao chất bao zin. Đấy, bao đẹp bao chất bao zin cho các bác nhé, bảo hành cho các bác 3 tháng các bác nhé, bảo hành 3 tháng các bác nhé. Đấy, và em vẫn còn khoảng chục con đẩy Mỹ US Volca 29.2 các bác nhé. US Volca này, tên của nó đây nhá, US Volca 29.2. Con này 1000W trên một kênh này, máy class H 1000W trên một kênh, tiếng cực kỳ hay luôn nhá. Tiếng hay không kém gì cái con đẩy này, công suất của nó lớn hơn rất là nhiều. Lớn hơn rất là nhiều nha, anh em có thể chơi được full đôi 40 hoặc là súc đơn 50 các bác nhá. Đây, đẹp như mới các bác ạ, từ lắp lưng này. Đấy, anh em nhìn này, đẹp như mới luôn. Con này em đang hạ giá đầu tháng là 3,2 triệu, thì bây giờ em vẫn giữ giá cho các bác là 3,2 triệu để bán lốt nhá. Đấy, bán không lợi nhuận luôn các bác nhá, không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn nhá. 3,2 triệu với con đẩy US Volca Mỹ, US Volca này 29.2, rất là đẹp, với giá 3,2 triệu các bác nhá. 3,2 triệu còn đẩy B3G208 hôm nay em bán rẻ cho các bác với giá là 2 triệu bao ship tặng kèm đầy đủ dây dắt cho các bác luôn, hàng bao zin bao đẹp. Đấy, bảo hành 3 tháng các bác nhá, quá đẹp luôn. Rồi đờ vang đây, em còn khoảng chục con vang DK9000 này, hàng bãi xịn luôn các bác nhá, đầy đủ phần mềm. Đấy, đầy đủ phần mềm, chất âm cực kỳ hay, chỉnh như dòng X5, tiếng cực kỳ hay luôn các bác nhé. Thanh lý cho các bác 900.000 một con, bao ship cho các bác luôn 900.000 một con DK9000, hàng vàng số bãi xịn của Anh Quốc. Đấy, chỉ với 900.000 nhé, bao zin bao đẹp cho các bác luôn, bao zin bao đẹp luôn nha. 900.000 một con vàng DK9000 này các bác nhé. Rồi còn khoảng 30 con vàng cơ lai số đời mới nhất của hãng MT. Đấy, thanh lý cho các bác là 950.000 một con nhé. Đấy, rất hàng mới nguyên hộp các bác nhé, mới nguyên hộp em thanh lý ở bên Trung Quốc về, thì bán hòa vốn cho các bác luôn với giá 950.000 một con, bao ship luôn 950.000 một con, bao ship đây phía sau đây. Đấy,
đầy đủ cổng kết nối nhá, USB, Bluetooth, cổng quang, AUX. Đấy, rồi cả cổng cos sin này. Đấy. Rất là rẻ, 950.000. Với cái dòng này trên thị trường cùng ruột, các hãng đang bán với giá là 1,5 triệu, 1,4 triệu đến 1,5 triệu. Em thanh lý ở Trung Quốc em cũng bán rẻ luôn, em lấy tên hãng của bên em luôn, em thanh lý rẻ, không cạnh tranh thị trường, là 950.000 một con các bác nhé. Đấy, rất là rẻ luôn. Đây vang, đây vang, còn em còn khoảng chục con các bác nhé. Anh em nào lấy liên hệ ngay nhá. Đấy, đẩy B3 là 2 triệu bao ship tặng dây jack này. Đẩy US Volca hàng Mỹ 29.2 này là 3 triệu 2 bao ship cho các bác. À, còn một đôi loa Kenwood mới tinh hộp này, bỏ ra để test nhạc. Đấy, thử nhạc của đẩy thôi. Đấy, mới tinh nguyên hộp các bác nhá. Kia hộp của nó kia nhá. Đấy, em thanh lý cho các bác hôm nay là 3 triệu 2 bao ship cho các bác luôn. Đấy, một đôi duy nhất thôi nha. Giá trên thị trường và em cũng đang bán hiện tại để không thanh lý, nó rơi vào khoảng 3 triệu 7, 3 triệu 8 bao ship. Nhưng hôm nay thanh lý cho các bác luôn, 3 triệu 2 bao ship, quá rẻ. Đấy. Cấu hình của nó là bát 30, côn 76, từ 170 các bác nhá. Củ kèn 450. Đấy, em nói rõ cấu hình luôn rồi. Cấu hình này là cấu hình đắt cho các bác nhá. Cấu hình khủng đấy, chứ không phải là những cái hàng rẻ tiền 1-2 triệu các bác nhá. 1-2 triệu những cái hàng bán vỏ đấy thì cái loa bát của nó côn chỉ được 28 từ 10 thôi. Em sợ từ chỉ được 90 thôi. Nhưng hàng nhà bên em bán chỉ từ cái bát côn 76 từ 17 giờ lên. Những cái hàng chất lượng bên em mới bán để không bị khách phản hồi là hàng kém, hàng kém chất lượng, rồi hàng thế lọ thế kia. Bên em chỉ bán hàng chất lượng trở lên các bác nhá. Đấy, vang 900, loa 3 triệu 2 bao ship các bác nhá. À đây, em còn một con đẩy 4 kênh 80 sò hàng san xui, thanh lý cho các bác này. Hàng này trên thị trường đang bán là giá là 5 triệu 7 bao ship. 5 triệu 7 bao ship hôm nay em thanh lý cho các bác. Giá chỉ có một con này, hàng trưng bày nó đã xước sát một út chút ở trên vỏ rồi, thanh lý cho các bác với giá 5 triệu mốt bao ship các bác nhá. 5 triệu mốt bao ship, chỉ có một con duy nhất thôi các bác nhá. Anh em nào lấy liên hệ ngay qua Zalo của bên em 0349718440 các bác nhá. Đấy, đẩy đây B3 đây, quá đẹp, có 2 triệu bạc, rẻ hơn cả một con âm ly 506, rẻ hơn luôn. Chất âm thì nó 506 phải sách dép. Những cái dòng đẩy V3 này tiếng quá hay luôn các bạn, quá là hay luôn. Mà những cái con máy vỉ zin này thì anh em dùng thì vài năm nữa nó mới lỗi được. Ít khi nó lỗi lắm. Anh em cứ bảo lỗi vặt nhưng bây giờ đã xử lý hết các cái lỗi vặt rồi. Đấy, xử lý hết rồi. Anh em chơi thì quá là yên tâm luôn các bác nhé. Những cái con vỉ đẹp như thế này anh em chơi thì khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, anh em xem thì cho em xin ngay một nút like nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ bên em khi em lên sóng nhá. Đấy, chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Còn rất nhiều sản phẩm nhưng em rất là bận nên là chưa thể lên được cho các bác. Đấy, chào anh em nhá.